để giả qua ứng dụng FaceApp. Nếu là một tín đồ của mạng xã hội, trong vài ngày qua, hẳn bạn sẽ thấy sự xuất hiện của rất nhiều bài đăng liên quan tới những bức ảnh chân dung theo chủ đề thanh xuân. Đây là một xu hướng mới của người dùng Facebook. Theo đó, các cư dân mạng sử dụng một ứng dụng có tên FaceApp để biến đổi khuôn mặt mình, từ đó tạo ra những bức ảnh với nét nhăn như một dấu hiệu của tuổi tác. Ứng dụng này cũng có thể được sử dụng để cải lão hoàn đồng cho người trong ảnh. Để làm được điều này, bạn cần tải ứng dụng FaceApp trên các chợ ứng dụng như Google Play hay App Store. Ở bước kế tiếp, bạn cần chụp ảnh cá nhân hoặc lựa chọn một bức hình bất kỳ trong kho ảnh. Cuối cùng, hãy chọn một bộ lọc phù hợp với sở thích và lưu hình về máy. Với khả năng ghép hình ấn tượng, FaceApp đang tạo nên một cơn sốt không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều khác trên thế giới. Tuy vậy, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đang ra sức cảnh báo với người dùng mạng xã hội do lo ngại FaceApp có nguồn gốc đến từ nước Nga. Những nghị sĩ này cho rằng ảnh của người dân Mỹ sẽ được tải lên hệ thống FaceApp và điều đó không an toàn cho nước Mỹ.